chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng định kỳ vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ hãy theo chân Hà Thu để chào đón vị khách mời ngày hôm nay nhé. Vâng, xin giới thiệu năm người mẫu Tôn Kinh Lâm. Xin chào Tôn Lâm. Mời Lâm. Chào Lâm. Quý vị khán giả thì đã biết Lâm là một nam người mẫu có vẻ ngoài điển trai, cuốn hút và tham gia rất nhiều MV khủng. Nhưng mà Hà Thu cũng như là các bạn á, chưa biết là Lâm ở nhà có ai thiêu thùa may vá cũng như là nấu ăn cho Lâm ăn mỗi ngày chưa? Hầu như là tất cả là đều do em tự nấu ăn hết. Và từ khi mà em bắt đầu rời khỏi nhà để bắt đầu đi vào đây làm, thì lúc đó em mới để ý dần từng chút một để bắt đầu tự nấu ăn cho mình thay vì cứ ra ngoài suốt để ăn. Và cái chế độ của một người mẫu thì có khắc khe không? Hơi. Tại vì ngay căn bản cơ thể của em thì nó khó lên mỡ, cho nên là em cứ ăn thoải mái thôi. Nhưng mà thường thường thì mình phải đi tập thể thao, phải tập gym đúng không? Thì mình cũng phải cần nạp năng lượng. Rất là để ý để mà nạp năng lượng cho đủ đúng không? Nhưng mà đa số sẽ ăn những cái phần nạc rất là nhiều, nạc và rau. Thế là hạn chế mỡ. Đúng rồi. Bây giờ Lâm hãy giúp Thu ghi hai món ăn mà Lâm muốn thưởng thức trong chương trình ngày hôm nay nhé. Dạ vâng ạ. Rồi Hà Thu sẽ giữ hai món này. Có vẻ cũng khá dễ tính đấy. Và chúng ta sẽ cùng chào đón hai fan hâm mộ đến để nấu ăn cho Lâm ăn trong ngày hôm nay nhé. Dạ vâng. Vâng, chào đón bạn Thoại Mỹ và bạn Thanh Tuyết. Hello. Hai cô gái vô cùng xinh xắn mà lại nấu ăn ngon. Cảm xúc của Lâm thế nào? Hồi hộp kìa. Hồi hộp là gì, thấy toát mồ hôi hết rồi đó. Chào hai bạn. Thoại Mỹ ơi, mình giới thiệu một chút về bản thân nha. Dạ, em xin chào chị Hà Thu, em xin chào anh, em xin chào bạn cùng chơi. Em tên là Nguyễn Thoại Mỹ, năm nay em 20 tuổi và hiện tại là em đang làm idol livestream. Idol livestream hèn gì xinh vậy. Bình thường ở nhà livestream vậy thì có thời gian nấu ăn không, hay là mình không biết nấu ăn nhưng mà tại mê thần tượng mình quá cho mình ráng học món nào đó để mình tới đây mình nấu cho anh ăn? Dạ thì thật ra em cũng mê nấu ăn và cũng vì thần tượng nên mới đến đây. Trời ơi, rồi đó, thấy là được điểm lợi thế rồi đó. Bây giờ Thanh Tuyết nè, bạn giới thiệu một chút về mình nhé. Và cái lý do vì sao mà bạn lại quyết định tới đây mà bạn nấu ăn cho Lâm ăn? Em tên là Tuyết, năm nay em đang là sinh viên năm tư. Sau khi coi MV của chị Hương Giang á thì em thấy anh Lâm, xong em mê quá. Sau khi mà thấy có tin anh Lâm tham gia Khẩu vị ngôi sao là em quyết tâm em nấu, học nấu. Bây giờ hai bạn sẽ cùng tham gia một phần thi đầu tiên để mở ba từ khóa liên quan tới Tôn Kinh Lâm. Ở trên màn hình của chúng ta có ba từ khóa và mỗi từ khóa tương ứng với một câu hỏi hoặc một thử thách. Hai bạn phải vượt qua các câu hỏi và thử thách đó để cuối phần thi này ai mở được nhiều từ khóa nhiều hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng. Và người đó sẽ giành quyền chọn một trong hai món ăn mà Lâm đã ghi ra ở đây. Và thêm một điều nữa đó là một trong ba từ khóa này sẽ có huy hiệu thần bếp. Nếu bạn nào mở được từ khóa mà có huy hiệu thần bếp thì các bạn sẽ giành một lợi thế, đó là nhận được sự giúp đỡ của Lâm trong phần nấu nướng của mình. Rồi, các bạn đã nắm rõ chưa? Bây giờ các bạn sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu nhé. Hai bạn xin mời cầm bảng lên và cầm bút để chúng ta chuẩn bị nào. Bây giờ mỗi câu hỏi của Hà Thu thì các bạn chỉ có 10 giây để đưa ra đáp án của mình, cho nên là phải thật nhanh, thật đúng. Câu hỏi đầu tiên, rượu sim là đặc sản ở đâu? Hai, một, hết giờ. Đáp án của Thoại Mỹ là gì? Dạ miền Tây. Em là người miền Tây phải không? Dạ đúng rồi. Ở dưới miền Tây có uống rượu sim không em? Dạ không. Không có mà mình ghi miền Tây lên luôn á. Tại mình biết miền Tây thôi đúng không? Rồi, bây giờ Thanh Tuyết, đáp án của em là gì? Lào. Vượt tầm quốc gia luôn hả em? Cả hai đáp án của các bạn rất tiếc là không chính xác. Và đáp án là Phú Quốc. Thu được cho các bạn thêm một chút thông tin về rượu sim nhé. Rượu sim Phú Quốc chủ yếu làm từ loại hồng sim, có vị ngọt chát, mùi thơm khi chín rộ. Và giống như rượu vang thì cũng có tác dụng tốt cho sức khỏe. Rượu sim rất tốt cho hệ tiêu hóa, nhất là khi bạn bị đầy bụng hay là ăn quá nhiều chất đạm. Ngoài ra còn bổ máu, khí huyết lưu thông, ăn ngủ ngon giấc, tốt cho xương người già hay bị thoái hóa. Vì hai bạn không trả lời đúng câu hỏi này cho nên là Lâm giúp hai bạn mở một trong ba từ khóa này nhé. Lâm xin phép mở ô số 2. Ô số 2 xin mời. Ngậm ngùi nhìn. Nhìn ai vậy Lâm? Ngậm ngùi nhìn người ta ăn các bạn ạ. Ngậm ngùi nhìn người ta ăn các bạn ạ. Nhìn người ta ăn các bạn ạ.
là có một câu chuyện như thế này. Tại vì là Lâm xuất phát là người miền Trung Đà Nẵng, cho nên là thực ra là người miền Trung ăn rất là cay. Gia đình ăn cay như thế nào thì Lâm ăn theo, riết cái rồi bị quen. Lúc đó còn nhỏ thì hệ tiêu hóa mình rất là yếu, cho nên là em đã bị xuất huyết dạ dày, cho nên là đến mức mà nhập viện luôn. Thì sau đó thì vẫn rất là muốn ăn, nhưng mà vì sức khỏe cho nên là phải dừng lại. Và cho tới tận bây giờ thì cũng ăn được nhưng mà hạn chế thôi. Nhưng mà mỗi lần mà nhìn những người khác ăn mà múc thật nhiều ớt, kiểu như là đúng là kiểu mà nhìn mà thèm thuồng luôn á. Vậy là các bạn phải lưu ý một điều, đó là Lâm thích ăn cay nhưng mà phải hạn chế ăn cay, bởi vì là chúng ta phải bảo vệ hệ tiêu hóa, đúng không? Vâng. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai nhé. Câu hỏi thứ hai là: ngựa gì chẳng chạy trên đường, muốn tìm ra tận đại dương mà tìm, là con gì? Câu hỏi này khá là dễ đúng không? Dễ lắm. 3, 2, 1, xin mời giơ bảng. Đáp án của Thoại Mỹ là không có đáp án. Đáp án của Thanh Tuyết là... trong đầu em lúc này chỉ nghĩ được con cá ngựa thôi. Chính xác. Đáp án chính xác, chúc mừng Thanh Tuyết. Thanh Tuyết nè, bạn có quyền mở một từ khóa ở trên đây, bạn chọn từ khóa nào? Em chọn ô số 3. Ô số 3, từ khóa số 3 xin mời. Đắng lòng, sao mà toàn ngậm ngùi và đắng lòng thế Lâm? Rất là sợ ăn những món ăn mà liên quan tới vị đắng, như là khổ qua. Nếu muốn làm ăn được khổ qua thì phải kiểu sơ chế như thế nào đó mà cái vị đắng nó bớt bớt lại. Cho nên là Lâm chỉ ăn được hai khổ bạn qua. Có biết làm thế nào để giảm vị đắng của khổ qua không? Muốn giảm vị đắng của khổ qua thì mình ngâm qua nước muối. Khi nấu thì có thể thêm chút đường. Còn muốn khổ qua giòn hơn thì mình ngâm với đá. Có vẻ rất chuyên nghiệp. Bây giờ hai bạn đã vượt qua hai câu hỏi và phần thắng tạm nghiêng về bạn Thanh Tuyết. Nhưng mà đừng buồn, bây giờ chúng ta còn một thử thách cuối cùng để quyết định xem ai là người chiến thắng để mở từ khóa cuối cùng nhé. Thử thách đó là gì? Hãy cùng lắng nghe. Ban tổ chức sẽ chuẩn bị hai tấm phẳng và hai quả trứng. Mỗi người sẽ phải đứng trên một chân và giữ thăng bằng quả trứng trên tấm phẳng bằng ba ngón tay. Ai giữ được lâu hơn sẽ giành chiến thắng và được quyền lật từ khóa. Còn ngược lại, nếu làm rơi thì sẽ thua cuộc. Và tôi sẽ làm mẫu nhé. À, tôi sẽ hướng dẫn cho hai bạn là hai tay của các bạn phải cầm hai tấm phẳng như thế này bằng ba ngón tay. Và các bạn sẽ bỏ trứng lên hai tấm phẳng này. À, tôi sẽ giúp các bạn bỏ trứng lên và các bạn phải đứng bằng một chân và giữ thăng bằng như thế này. Không được rơi quả trứng nào hết. Rất là khéo léo và chúc mừng hai bạn đều mang giày cao gót. Bây giờ nè, Thu đặt lên và hai bạn phải giữ được thăng bằng trước khi các bạn có một chân lên nhé. Lâm ơi, bây giờ chúng ta hãy giữ yên hai quả trứng trên hai tấm phẳng như thế này nhé. Và Thu hô 3, 2, 1 thì Lâm thả tay ra. Và đồng thời các bạn cũng phải giơ một chân lên nhé. Và nếu bạn nào rớt cả hai quả trứng trước thì bạn đó sẽ thua cuộc. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Co chân lên nào. Cố lên, cố lên. Một quả giữ một quả còn lại. Cố lên, cố lên. Một quả giữ một quả còn lại. Rồi, cẩn thận, còn một quả thôi, 50% cơ hội. Rồi. Rồi, toàn. Và Thanh Tuyết đã bị rơi một quả trứng cuối cùng. Điều đó đồng nghĩa với việc Thoại Mỹ giành chiến thắng trong phần thử thách này. Chúc mừng Thoại Mỹ. Và chúng ta trở về chỗ ngồi nhé. Các bạn thấy thử thách của mình thế nào? Tại anh Lâm hết. Anh Lâm đứng cạnh em, em run. Thì bây giờ anh Lâm ngồi cạnh bạn thì bạn đúng, bạn trả lời sai câu hỏi đó. Bây giờ chúng ta là huề một đều đúng chưa? Bây giờ Thoại Mỹ có quyền mở từ khóa cuối cùng. Xin mời bạn. Dạ em xin mở từ khóa số 1 ạ. Từ bỏ thói quen, và đó cũng chính là từ khóa có huy hiệu thần bếp. Chúc mừng Thoại Mỹ. Đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được một sự giúp đỡ từ Lâm khi mà bạn nấu nướng nhé. Đừng quên. Lâm ơi, chia sẻ một chút về từ bỏ thói quen. Có ai có thói quen là vừa ăn vừa coi phim không? Hầu như nhờ, vừa coi điện thoại, vừa coi phim. Như là em nhớ mang máng là tầm 7-8 tuổi gì đấy. Vừa ăn vừa coi phim mà ăn một cái bát canh dưa hồng. Em vừa ăn vừa coi, coi xong nút luôn và mắt hồng luôn. Thở không được. Từ đó thì em bỏ luôn cái thói quen là chỉ tập trung ăn thôi, không có coi phim hay làm một bất cứ một cái gì trong việc khi ăn nữa. Tuổi thơ của mình cũng dữ dội nha. Dữ dội lắm. Đó là một thói quen xấu mà tất cả chúng ta đều nên bỏ đúng không? Bây giờ thì kết quả của hai bạn là một đều rồi. Chúng ta phải thi thêm một phần thi phụ để giành quyền. Có nghĩa là quyết định xem ai được chọn một trong hai món ăn mà Lâm đã ghi ra ở đây nhé. Bây giờ trò chơi phụ rất khó khăn. Đó là... quánh tù tì. Xin mời hai bạn. 3, 2, 1. 1, 0. 1, 0. 3, 2, 1.
2-0. Vậy là chiến thắng dành về phần Thoại Mỹ. Xin mời chọn một trong hai món này, Hà Thu sẽ đọc tên nhé. Đó là cánh gà chiên nước mắm và ếch xào xả. Đó, bây giờ trong hai món này Thoại Mỹ sẽ được chọn một trong hai món. Dạ, em xin chọn món ếch xào xả ớt. À, là sở trường của Thoại Mỹ hả? Dạ đúng rồi. Món ếch xào xả là của Thoại Mỹ nè. Xin mời bạn giữ. Đây. Và món cánh gà chiên nước mắm là của Thanh Tuyết. Và vì Thoại Mỹ chiến thắng trong phần mở từ khóa ngày hôm nay, cho nên bạn có một lợi thế nữa là bạn sẽ được chọn một trong hai gian bếp của chúng ta. Vì hai gian bếp của chúng ta thì hoàn toàn khác nhau chứ không giống. Bây giờ bạn có quyền chọn gian bếp trái hay gian bếp phải. Dạ em xin chọn gian bếp trái. Rồi, đồng nghĩa với việc Thanh Tuyết sẽ sử dụng gian bếp phải. Vâng, vậy là chúng ta đã kết thúc phần 1, phần khám phá khẩu vị ngôi sao. Và mời hai bạn cùng Lâm vào bếp để chúng ta tiếp tục phần chinh phục khẩu vị ngôi sao. Và các bạn quay trở lại với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Và hiện tại thì Hà Thu, Tôn Kinh Lâm cùng hai bạn chơi đang có mặt trong gian bếp của mình. Hồi nãy thì Thoại Mỹ đã chọn bếp trái đúng không? Đúng rồi. Vậy thử thách của Thoại Mỹ là gì? Đó chính là bạn Thoại Mỹ phải được cột chân của mình vào một sợi dây có bán kính là 1 mét. Và bạn ấy chỉ được di chuyển trong khu vực là bán kính 1 mét so với vị trí bạn ấy đứng hiện tại. Và em di chuyển thử xem mọi người xem nhé. Nếu mà em muốn rửa đồ thì em di chuyển như nào nè. Đó, à cũng được đúng không? Ví dụ muốn lấy mấy cái củ quả bên này thì có lấy được không? Dạ không. Nhờ anh Lâm giúp đỡ nhé. Dạ. Tại vì em có phần trợ giúp từ anh Lâm. Đúng rồi. Ok, Thanh Tuyết thì chọn phần bếp phải. Thử thách của... Oh wow. Và thử thách của Tuyết là đội nón lá. Tuy nhiên nón lá này không hề bình thường mà có treo thêm hai cái ly nước ở sau này. Và bạn ấy phải giữ cân bằng trong lúc nấu ăn, không được làm nước đổ ra ngoài, mặc dù vẫn phải nấu những món ăn ngon. Rồi, hai bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tuy nhiên bên cạnh đó, ở đây sẽ có những gia vị mà các bạn sẽ phải có những thử thách vượt qua. Nhưng không phải là các bạn vượt qua đâu, mà anh Lâm sẽ vượt qua giúp các bạn. Cho nên là nếu các bạn cần một cái gia vị hoặc nguyên liệu nào mà có thử thách thì hãy báo với Thu và Lâm, thì Lâm sẽ hỗ trợ hai bạn nhé. Vâng. Và bây giờ thời gian cho hai bạn thực hiện món ăn của mình là 20 phút. Và Thu và Lâm sẽ trở về phòng khách để đợi hai bạn nhé. Thời gian bắt đầu. Xin mời Lâm. Bye. Cố lên nha. Có bao giờ mình vừa được ngồi nghỉ ngơi mà mình vừa được ngắm các đầu bếp xinh đẹp nấu ăn như thế này chưa nè? Cuộc đời của em lần đây là lần đầu tiên chị ạ. Lần đầu tiên? Vâng. Còn bình thường ở nhà thì thường còn sẽ tự, thấy... tự nấu rồi tự rửa luôn. Vậy thì từ nhỏ chắc mình cũng ngồi ở nhà cũng thấy mẹ nấu nướng đúng không? Đó là cái lý do mà tới bây giờ mà em biết nấu ăn là vậy. Cứ nhớ từng chút một, hầu như là nhớ hết công thức mẹ làm hết. À, cho nên là chính từ những cái quan sát từ nhỏ là khi ở với mẹ đã quan sát mẹ nấu ăn. Và bây giờ nhớ lại từng chút một để nấu cho mình ăn. Wow, người đàn ông đảm đang đấy. Chị ơi, em cần trợ giúp ạ. Thì anh Lâm sẽ trợ giúp em. Nhưng mà em hãy giúp anh Lâm đọc to cái thử thách của mình nha. Bạn hãy nhờ khách mời thực hiện thử thách sau: không được nhìn và sờ, sau đó đón tên năm loại rau. À, thử thách đó là trên bàn đây. À, Hà Thu đã chuẩn bị 5 loại rau. Mình có ăn rau không? Dạ có. Có hiểu biết về rau nhiều không? Sơ sơ. À, sơ sơ thì bây giờ thử thách của mình là mình sẽ dùng mũi để ngửi và đoán được các loại rau này. Thu sẽ bịt mắt của Lâm lại và không dùng tay để sờ, chỉ dùng mũi để ngửi và đoán ra tên của 3 trong 5 loại rau này. Nếu đúng 3 trong 5 thì mình sẽ vượt qua thử thách. Vâng. Nên sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Bây giờ sẽ là loại rau đầu tiên. Rồi, mời Lâm nào. Này quen quen, ngò rí. Ồ, chính xác. Một thử thách đầu tiên khá là đơn giản. Và tiếp theo, thử thách thứ hai. Ồ, cái này cũng khá đơn giản Lâm à. Đây có xen lẫn mùi của mùi thơm từ hai bạn đang nấu ăn nữa cho nên hơi khó phân biệt. Em chịu ấy, cái mùi này giống mùi hành quá à. Hành lá. Chính xác. May mà mình chưa từ bỏ đó. Tiếp theo. Ủa sao nấu thơm. Cái này thì có vẻ cũng ít quen hơn hai món kia. Mình được 2/3 rồi cho nên mình cứ thoải mái nhé. Mày ngò gai. Chính xác. Ồ, chúng ta có một chuyên gia về rau ở đây. Tiếp theo. Cái lá này Thu thì hay ăn, mong biết Lâm thì như thế nào. Không được chạm vào nha. Tim thịt nướng. Tim thịt nướng. Tía tô. Chính xác. Wow. Và rau cuối cùng. Xin mời ngửi.
Rau này rất dễ đoán. Rau này không có mùi ta. Rau này có mùi nồng lắm đấy. Nấu nhiều quá. Đúng rồi, tại mọi người đang nấu rất thơm. Rau răm. Chính xác, 5/5. Vậy là Hoài Mỹ ơi, em đã được sử dụng nguyên liệu là xả của mình rồi, chúc mừng em. Chị Thu ơi, em cần trợ giúp. Em cần trợ giúp, em giúp chị đọc to thử thách của mình nha. Bạn hãy nhờ khách mời ngồi trên thu nhún để đi lấy gia vị cho người chơi. Hả? Ngồi thu nhún bao giờ chưa Lân? Em đang rất cần nước mắm. Nước mắm đúng không em? Nước mắm. À kia kìa, em có thấy ở kia kìa anh Lâm ơi. Nước mắm. Ok em, thứ em thích chơi lúc 3 tuổi chị à. Lúc 3 tuổi bây giờ là hạn chế chơi rồi đúng không? Hết chơi rồi. Bây giờ mình ngồi lên thu nhún thử nè, để mình lấy lại cảm giác nè. Ôi nhún thật mạnh á. Đúng rồi, nhưng mà không được rồi, khỏi thu nhún nha. Rồi. Chuyên nghiệp quá. Có nào nhúng trường tới trước không trời. Cố lên anh Lâm ơi. Đây em ơi. Nãy anh hành em, giờ em hành lại anh được rồi. Có mắm rồi em ơi. Cảm ơn anh. Mắm của em. Rồi, nhúng tiếp về lại vị trí thì mới được lấy chai nước mắm đó nha. Ui da. Ây da. Chúc mừng Lâm đã hoàn thành thử thách. Bây giờ mình chia sẻ thêm một chút về cái khẩu vị ăn uống của mình nha. Ví dụ như là hàng ngày thì mình tự nấu ăn ở nhà chứ không ăn ngoài hả? Vâng, ít khi ăn ngoài lắm. Thì những cái món mà Lâm thường nấu là gì? Món mà dễ làm nhất là cánh gà chiên mắm, chiên chiên, thịt luộc. Thịt luộc, đa số toàn là sẽ chiên xào, bò xào đậu rồi nữa. Khá là nhiều món đấy. Vậy theo quan điểm của Lâm nhé, thì một người đàn ông có nhất thiết phải giỏi về việc nấu nướng hay không? Có, Lâm nghĩ là có. Đối với từ bữa bây giờ thì Lâm nghĩ là sẽ có. Bởi vì không hẳn là phụ nữ bên mình sẽ là nấu ăn, mà là cái việc bếp núc là nên chia sẻ về cả hai. Chị ơi, em cần trợ giúp. Bạn hãy nhờ người chơi thực hiện dùng chỉ và chia quả trứng luộc thành 8 phần bằng nhau. 8 phần bằng nhau. Và bây giờ Lâm phải dùng sợi chỉ này, không được dùng tay. Tách cái trứng này thành 8 phần. Vâng. Bằng nhau thì càng tốt. Chưa bao giờ làm, nhưng Lâm sẽ cố. Ôi, chỉ thật mỏng nhỉ. Đây, đưa Thu sẽ cầm giúp cái dĩa cho. Rồi. Rồi. Rồi, 4 phần. Ây da. Thì mỗi phần mình tách làm 2 nữa là được. Đây, 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 ra rồi. Tách từng cái đi, một cái thành 2. Rồi, từng cái thôi. Dễ dàng hơn rồi. Ok. Đây, chúng ta có một cái trứng đã được cắt thành 8 phần bằng nhau. Tuy không đẹp mắt lắm nhưng mà cũng chấp nhận được. Rồi. Đây. Chúc mừng Lâm đã vừa qua thử thách. Chị thua, em tiếp tục có thử thách. Khá nhiều là thử thách đấy nhở. Bạn hãy nhờ khách mời xoay vòi voi 5 vòng, sau đó đi tự tin một đường catwalk. Đó, nghề của mình là catwalk đúng không? Công việc chính của mình. À, Lâm ơi, mình có biết quay vòi voi là gì không? Đây, 5 vòng đúng không ạ? Sau khi quay vòi voi liên tục 5 vòng thì Lâm phải bắt đầu đi catwalk ngay tại chỗ, là không được dừng. Vâng. Nhá. Ok. Rồi. Chưa? Rồi. Bắt đầu. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng, đứng dậy đi. Ôi. Đi nào, bằng thần thái, tất cả thần thái cuốn hút nhất mình có thể nào. Wow, một tiêu mẫu điển trai với vẻ ngoài 3 vòng nóng bỏng đang thể hiện những bước cắt quất của mình. Wow. Trời ơi, Thoại Mỹ không nấu ăn được luôn. Một phút lơ là để em nhớ chị bắt được rồi. Chúc mừng Lâm. Chóng mặt lắm, chóng mặt lắm. Chóng mặt nhưng vẫn không làm thuyên giảm, hấp dẫn khi cắt quất đúng không? Bây giờ mình cùng ra ngoài để nghỉ ngơi một chút nha. Tại vì Thu thấy là hình như hai bạn cố tình đưa ra nhiều thử thách để ngắm Lâm được nhiều hơn trong lúc nấu ăn thì phải. Có thể kiếm cớ trốn được không chị? Trốn một chút đi để hai bạn tập trung nấu ăn nha. Chứ cứ vừa nấu ăn mà vừa ngắm Lâm như thế này thì món ăn nguy hiểm lắm. Mời Lâm.
giờ hai món ăn của chúng ta đã được hoàn thành rồi, vô cùng hấp dẫn đúng không Lâm? Nhưng mà trước khi chúng ta thưởng thức thì chúng ta phỏng vấn hai bạn chút. Là Thoại Mỹ này, chắc là đây là lần đầu tiên mà em phải nấu ăn trong một cái điều kiện gọi là thử thách như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Thì khi mà em cột chân của mình lại và nấu ăn thì em cảm thấy như thế nào? Và công lực của mình có được phát huy 100% không? Dạ em thấy cột chân lại đi di chuyển rất là khó khăn, nó dướng. Với lại mà khi mình nấu nó không có thoải mái nữa. Nhưng mà vẫn giữ được cái hương vị và cái món ăn của mình đúng không? Nhưng mà theo em để ý thì bạn rất là thông minh nha. Chỉ như là những cái gì mà bạn với không tới thì bạn sẽ dùng cái đấy, bạn sẽ múc. Là bây giờ là Lâm còn nợ bạn một sự trợ giúp đấy nhá. Thôi nhưng mà lỡ rồi thôi chị à. Nãy giờ bị hành quá chị hành. Còn Thanh Tuyết thì bạn phát huy được bao nhiêu phần trăm công lực của mình à? Khoảng tầm 90%. Nếu mà phải giữ nước không đổ mà lại nấu được 90% thì cũng là xuất sắc rồi đúng không? Thật ra thì cái nước ở lưng mình á, mình nấu ăn nó nóng á, lâu lâu nước đổ lại thấy mát, thấy thích lắm. Ok, thế bây giờ chúng ta không thể đợi hơn nữa và phải thưởng thức các món ăn ngay thôi đúng không? Bây giờ Lâm muốn thưởng thức ếch xào xả trước hay là cánh gà? Lâm sẽ thử cánh gà trước đi. Có vẻ thích ăn cánh gà nha. Bình tĩnh nha, công sức của hai bạn trong 20 phút. Bây giờ phát biểu cảm nghĩ đi nào. Như mẹ Lâm thì mẹ Lâm cũng sẽ làm y chang như vậy. Hình như đa số người miền Trung là sẽ làm kiểu cánh gà chim mắm, sẽ làm theo kiểu khô. Em có phải là người miền Trung không? Đồng hương. Cô đặt sốt theo kiểu như miền Nam mình. Như Lâm thì kể từ khi mà em biết nấu ăn thì em sẽ làm theo kiểu có sốt. Có thêm một chút sốt. Để cho có sốt để ăn cho hao cơm ấy. Cho đấy, nó đỡ khô hơn nữa đúng không? Đúng rồi, nhưng mà thực sự ăn cái món này em phải công nhận một điều là cảm thấy rất là nhớ mẹ. Y chang cái món mẹ em làm. Vui không, vui không? Rồi, bây giờ Lâm uống một ít nước nhé. Vâng, để mình cân bằng lại. Vâng. Bây giờ chúng ta đến với món ếch xào xả nào. Ok. Nếu chấm thêm điểm 10 thì em sẽ chấm theo tầm 7 điểm. Ồ, khắc khe quá không? Bởi vì nó hơi mặn một chút xíu. Vừa đủ độ cay. Có điều là nó hơi bị mặn chút xíu thôi. Còn lại là mọi thứ vẫn ổn hết. Nhưng mà dù sao đó cũng là một tấm lòng. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi 7 trên 10, bây giờ mình chấm bên này mấy trên 10 đã nè. Là như thế nào? Từ cái lúc mà mình nhìn là mình đã có cái sự quen thuộc gì đó đối với cái món này rồi. Khi mà ăn vào là đúng y cái vị của khi mà mẹ Lâm nấu luôn. Vậy bây giờ món giành chiến thắng ngày hôm nay là? Ok, anh sẽ chọn món này. Vậy là món ăn giành chiến thắng trong ngày hôm nay đến từ bạn Thanh Tuyết. Chúc mừng. Rồi, mời các bạn ra ngoài để nhận giải thưởng từ chương trình nhé. Vâng, và bây giờ mời Lâm hãy trao phần thưởng trị giá 5 triệu đồng đến cho bạn Thanh Tuyết nhé. Đây, chúc mừng em. Kèm theo phần quà là cho em một phần quà đây. Nước mắm, cá cơm. Đây, bên này Thoại Mỹ cũng sẽ có một phần quà cho anh Lâm. Đây, chúc mừng em. Cảm ơn em rất là nhiều. Bây giờ Thoại Mỹ này mình chia sẻ một chút nha. Tôi nghĩ là tại vì là vừa ngồi gần anh Lâm nè. Anh Lâm còn đứng ở bếp nè, rồi anh Lâm này thực hiện thử thách là mình hơi phân tâm chút xíu đúng không? Cho nên nãy mà Lâm đi cắt quắt là tôi thấy là bạn ấy ngẩn ngơ luôn đứng dậy. Chắc là tay đang bỏ muối á, vừa rắc muối vừa nhìn, vừa rắc muối vừa nhìn á. Cho nên là hơi mặn phải không? Bây giờ mình có buồn không? Dạ không à. Gặp anh Lâm là vui rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Tại hôm nay em rất là vui, tại vì lên đây em không phải chủ yếu để giành phần thưởng mà chủ yếu đi gặp anh Lâm. Wow. Ngọt ngào quá. Và chúc mừng Thanh Tuyết. Cảm xúc của em như thế nào khi mà nấu được một món ăn rất là ngon cho thần tượng của mình? Khi mà giành được giải thì em rất là vui. Với lại là em càng vui hơn nữa khi thần tượng của mình khi ăn món ăn của em thì có nhớ về mẹ. Mặc dù anh ấy ở rất là xa mẹ. Thật sự khi mà đến với chương trình này thì cảm ơn hai bạn rất là nhiều khi mà đã làm món ăn cho Lâm. Và hai cái món đó, đặc biệt là hai món tủ của Lâm nữa. Cho nên là dù như thế nào đó thì cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và không chỉ là ngày hôm nay đâu, tôi nghĩ là lúc nào mà Lâm đói hoặc là nhớ mẹ thì có thể liên hệ ngay với hai bạn ấy nhé. Tôi nghĩ là hai bạn ấy sẽ rất là vui. Vâng. Vâng, cảm ơn Tô Kinh Lâm và hai bạn đã đến với Khẩu Vị Ngôi Sao ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.